Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. 2 là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta bước sang ngày thứ 6, 14 tháng Giêng năm 2022, và đoạn tin mừng chúng ta cùng nhau chia sẻ hôm nay là Marco chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Chúng ta vừa nghe kể lại câu chuyện khi Chúa Giêsu đang giảng dạy tại một ngôi nhà mà người ta tuôn đến vây quanh kín mít, không còn có chỗ nào mà lách vào, thì có một bệnh nhân bại liệt đã được người nhà nảy ra sáng kiến, các bạn hữu của anh ta đưa anh ta cả giường lẫn chiếu lên trên mái nhà, rỡ ngói và dòng dây thả anh ta xuống trước mặt Chúa, cả một kỳ công và phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu đã không những chữa lành bệnh tật về thân xác mà còn chữa lành cả bệnh tật về tâm hồn của anh ta. Đầu tiên Chúa Giêsu nói: "Này con, tội của con đã được tha." Sau đó Ngài bảo thêm: "Đứng dậy, vác chõng mà về nhà." Cái câu đầu tiên là cái câu tha thứ mọi tội lỗi ở bên trong. Bởi vì bệnh nhân và cả chúng ta nữa, không ai dám vỗ ngực bảo mình là vô tội, bảo mình là không dính vào những lỗi lầm này, lỗi lầm kia. Nên chắc chắn chúng ta cần được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi, tha thứ về mặt tâm hồn. Nhưng mà câu sau đó thì Chúa Giêsu lại chữa lành luôn cho anh ta cả về bệnh tật thân xác, bị bại liệt, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Chúa Giêsu đã khẳng định trước đám đông và nhất là cho cái đám kinh sư cứng lòng là ở dưới đất này con người còn có quyền tha tội. Phép lạ đã xảy ra là nhờ Chúa Giêsu thấy cái lòng tin của bệnh nhân, thấy lòng tin của những người nhà, những thân hữu và thấy lòng tin của cả cái đám đông có mặt hôm đó. Ngài đã chạnh lòng thương mà cứu chữa. Trong khi đó, đám kinh sư thì cứng lòng tin. Họ đã chứng kiến một phép lạ nhưng họ vẫn không tin. Họ chỉ một mực nhắm vào Chúa Giêsu để chỉ trích, để xét đoán và để kết tội. Nên họ không được chữa lành sâu xa bên trong tâm hồn. Họ không có một cái hoán cải để quay trở về với lòng tin vào Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng có một cái nguy cơ là lòng tin của chúng ta đã không đủ nặng, đó không đủ mạnh để đặt vào Thiên Chúa. Chúng ta quá tự tin vào khả năng của bản thân, có thể xoay chuyển, có kinh nghiệm, có khả năng để mà xoay chuyển được cục diện. Nên từ cái tự tin là một điều đúng đắn, nó đưa đến một cái cao ngạo, không còn biết Chúa là ai. Lại có khi chúng ta đặt hết lòng tin vào người đời, ông cán bộ này, ông công an kia, có quyền lực, có quen biết thế giá thế này thế kia, lo lót cho họ để họ có thể giải quyết được cái vụ án nào đó, xoay trở tình huống. Lại cũng có rất nhiều bệnh nhân
trước cái lời phán quyết của bác sĩ, nhất là các thai phụ đã để cho lời nói của các bác sĩ và tất cả kết quả xét nghiệm đi đến một cái tình huống là họ phá thai. Họ không tin vào lời của Chúa, họ không tin vào lời của các linh mục, mà họ chỉ tin vào các y bác sĩ và các kết quả xét nghiệm. Thưa anh chị em, thực tế thì có rất nhiều người vững lòng tin vào Thiên Chúa, nên cuối cùng đến khi sinh em bé ra, em bé rất là khỏe mạnh, kháu khỉnh. Và mặc dù là trước đó là các y bác sĩ, kể cả gia đình, người nhà, những người có đạo cũng lên tiếng chỉ trích và trách mắng cho là ngu dốt, dại dột, đi tin lời ông cha. Ông cha làm gì có được cái kiến thức khoa học, kiến thức về y khoa bằng các bác sĩ. Nhưng mà tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của các linh mục là tiếng nói thay mặt luân lý của Thiên Chúa, luân lý của Hội Thánh, để kêu gọi người ta giữ lại em bé, giữ lại mạng sống của thai nhi, thì người ta coi thường. Thưa anh chị em, lại rất là nhiều người được cái ơn vừa chữa lành cả thể xác mà chữa lành cả tâm hồn. Trong mục vụ bảo vệ sự sống, chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp là những người đã từng phá thai, nạo phá thai một hai lần, rồi đến khi mà họ biết được là họ sai lầm rồi đó, họ đã sám hối, họ hoán cải. Có những người công giáo thì đến lãnh nhận bí tích hòa giải, có những người không phải là công giáo thì họ cũng sám hối và họ xin được nỗ lực để cứu vớt lại cái quá khứ của họ đã sai lầm. Rồi đến khi họ lại có thai thì các bác sĩ xét nghiệm thì nói là thai nó bám vào đúng cái vết nạo phá thai lần trước đó, nên nó không có đủ độ bám, độ dính, nên có khả năng cái thai nó bị dọa sẩy, nó bị bong nhau thai, và cái tỷ lệ hư thai, mất thai cao lắm. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã cậy trông hết lòng vào Chúa, họ chạy đến với mẹ Maria, Thánh Gerardo để xin cầu bầu. Và cuối cùng, sau tất cả mọi cái sự vất vả căng thẳng, họ đã sinh em bé bình an. Chính các bác sĩ đỡ đẻ đều nói rằng đây là một chuyện không thể giải thích được về y khoa. Bởi vì với cái tình trạng như vậy, cái việc bong nhau thai là cao lắm. Mà khi đã bong đến 75% rồi, không thể nào giữ lại được em bé. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giê-xu chữa lành cho người ta về mặt tâm hồn, chữa lành cho người ta cả về mặt thể xác. Miễn là có một lòng tin mạnh mẽ, đủ sức mạnh mẽ để cậy trông tất cả vào cho Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng cứng lòng tin như các kinh sư. Chúng ta đừng ỷ vào khả năng, đừng ỷ vào kiến thức khoa học, đừng ỷ vào những cái quen biết, những cái kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta, nhưng bám chặt vào lòng tin để cho Chúa Giê-xu quyết định mọi sự. Amen.